Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức trong 24 giờ qua về tình hình chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Bản tin về thời tiết, mưa lũ, Trung Quốc và thế giới. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, vào sáng ngày 15 tháng 7 năm 2023, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất gần vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7. Mưa lớn khiến đất sạt lở làm 2 người thiệt mạng ở Hà Giang. Mưa xối xả chút xuống quốc lộ 1 qua Huế ngập sâu cả mét. Bão Negi đi vào Biển Đông trong sáng mai. Trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và tiếp tục mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 15 tháng 7, vị trí tâm bão vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 117,7 độ Kinh Đông. Trên vùng Biển Đông, khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 800 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Trong ngày 16 tháng 7, bão số 1 vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc từ 10 đến 15 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 19 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão số 1 vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 510 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Dự báo bão số 1 còn tiếp tục mạnh lên trong những ngày tiếp đó do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông, khu vực Bắc Biển Đông có gió giật mạnh cấp 6, 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Trong một diễn biến khác, ngày hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Ngày 16 tháng 7, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Từ ngày 17 tháng 7, nắng nóng ở khu vực này kết thúc. Ngày 15 tháng 7, nắng nóng diện rộng có khả năng kết thúc ở Bắc Bộ. Ngày 16 tháng 7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 55 đến 60%. Áp thấp nhiệt đới gây lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở trạm đảo Phú Quý đã có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8. Trạm đảo Huyền Trân đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 9. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ngày và đêm 15 tháng 7 ở vùng biển phía Đông và phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Nam và Nam Biển Đông, bao gồm vùng quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngày và đêm 16 tháng 7, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Riêng vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, 12. Sóng biển từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Ngày và đêm 16 tháng 7, ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển từ 3,5 đến 4,5 mét, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở nhiều nơi, cảnh báo gió mạnh trên biển. Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc. Cảnh báo mưa vừa, mưa to và gió rất mạnh, đặc biệt là trên Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 14 tháng 7, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua bắc đảo Luzon, Philippines đi vào Biển Đông. Hồi 16 giờ ngày 14 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 119,8 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, 39 đến 61 km/h. Giật cấp 9. Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Khoảng 16 giờ ngày 15 tháng 7, áp thấp ở vị trí trên khu vực phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 860 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc,
mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn tiếp tục mạnh lên. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão. Theo ông Hưởng, sau khi đi vào Biển Đông, đường đi của bão có nhiều kịch bản, tuy nhiên hai khả năng cao nhất xảy ra là cơn bão đi theo hướng Bắc, tức là đi vào đất liền Trung Quốc, và đi theo phía Tây tác động đến đất liền Việt Nam. Khả năng đi vào đất liền Trung Quốc có xác suất 50-60%. Trường hợp này ít tác động đến đất liền Việt Nam, chỉ có tác động trên Biển Đông. Khả năng còn lại đi vào đất liền Việt Nam, nếu điều này xảy ra, cơn bão sẽ gây ra mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ông Hưởng nói và cho hay vẫn có nhiều sự biến đổi của cơn bão. Trước đó, tối 14 tháng 7 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa, vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa tính từ 17 giờ ngày 14, 3 giờ ngày 15 tháng 7 có nơi trên 80 mm, Tà Lỏng 2 123,6 mm, Hủy Leng Điện Biên 152 mm, Suối Bao Sơn La 81 mm, Nghĩa Đô Lào Cai 100 mm, Thuận Hòa Hà Giang 102 mm, La Tô Gia Lai 206,4 mm, La Châu Kon Tum 136,4 mm. Trong sáng 15 tháng 7, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 30-60 mm, có nơi trên 100 mm. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 60 mm. Ngày và đêm 15 tháng 7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ngày và đêm 15 tháng 7 ở vùng biển phía Đông và phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngày và đêm 16 tháng 7, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Riêng vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh lên cấp 9, 10, giật cấp 11, 12, sóng biển từ 4-6 m, biển động rất mạnh. Ngày và đêm 16 tháng 7, ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển từ 3.5-4.5 m, biển động mạnh. Nhiều nơi trên cả nước có mưa dông, miền Bắc bớt nắng nóng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15 tháng 7 ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to, vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông cục bộ, có nơi mưa rất to, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có nơi mưa rất to. Theo Trung tâm, tối và đêm ngày 14 tháng 7 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa tính từ 17 giờ ngày 14 tháng 7 đến 3 giờ ngày 15 tháng 7 có nơi trên 80 mm. Từ sáng ngày 15 tháng 7 ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông cục bộ, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30-60 mm, có nơi trên 100 mm. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa rào và dông cục bộ, có nơi mưa rất to, lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 60 mm. Cảnh báo mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều tối còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá cấp 1. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Các tỉnh phía Tây Bắc, Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác, có dông, sau có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực vùng núi và Trung du sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C. Khu vực vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Trung bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2-3, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tỉnh từ thành phố Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, phía bắc có nơi trên 36 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.